cho các bạn. Mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở đây mình có một cái chiếc mixer JBL KX200. Thì đây là cái chiếc mixer nâng cấp cho cái bản JBL KX100 trước đây mà mình cũng đã có dịp giới thiệu đến các bạn. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình xin nói sơ qua về cái chiếc JBL KX200 này. Thì JBL KX200 được tung ra thị trường trong dịp cuối năm 2015 cũng như là đầu năm 2016 và là một trong những dòng sản phẩm mixer hết sức là đáng để được chờ đợi. Đó, thì về thiết kế tổng thể mixer JBL KX200 có thiết kế dạng thanh truyền thống, bao bọc ngoài bởi một cái lớp vỏ bằng kim loại hết sức trắng màu đen, tông màu đen vô cùng mạnh mẽ. Mặt trước của JBL KX200 chia ra những khu vực hết sức rõ ràng, giúp bạn có thể dễ dàng điều chỉnh và tiếp cận. Những khoảng cách của những cái nút điều chỉnh cũng đủ để chúng ta có thể thao tác một cách thoải mái, chẳng hạn như là cái khu vực bố trí cái nút power, rồi khu vực dành cho volume control, dành cho những cái function select hay là nút để adjust những cái function. Và đặc biệt trên cái chiếc mixer JBL KX200 còn được trang bị thêm cái màn hình LED to, có thể thể hiện đầy đủ những cái thông số khi hoạt động của cái chiếc mixer JBL KX200 này. Ở mặt sau của JBL KX200 tiếp tục là những cái cổng kết nối giúp cho cái chiếc mixer này có thể kết nối với những cái thiết bị khác trong dàn âm thanh, chẳng hạn như là cổng kết nối với micro, hay là cổng dành cho optical có ICO xuất tín hiệu âm thanh chất lượng hơn, không bị nhiễu. Những cái cổng để xuất tín hiệu ra loa, có 6 cái cổng để xuất tín hiệu ra loa, cũng như là một cái cổng nguồn để cấp nguồn cho cái chiếc JBL KX200 này hoạt động. Thì mình xin nói sơ qua về một vài những cái tính năng nổi bật trên cái chiếc mixer JBL KX200 này so với cái dòng sản phẩm mixer JBL KX100 trước đây. Thì JBL KX200 được nhà sản xuất trang bị cái công nghệ chống hú mới nhất AFE từ DBX, cũng như là 6 kênh đầu ra tín hiệu có khả năng điều chỉnh EQ một cách độc lập, rất là tuyệt vời. Trên cái JBL KX200 này được trang bị 15 kênh, 15 band EQ để điều chỉnh cho micro, cũng như là 8 band EQ để điều chỉnh cho music, và còn rất nhiều những cái tính năng khác mà có thể bạn chưa biết về cái chiếc mixer JBL KX200 này. Thì để có thể biết thêm thông tin chi tiết về cái chiếc mixer JBL KX200 thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida qua cái số hotline 0902 799 146, hoặc bạn có thể đến Vida ở hai địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, để được các nhân viên kỹ thuật của Vida tư vấn cũng như là giải thích một cách tận tình nhất, đồng thời hướng dẫn các bạn cái cách tinh chỉnh và sử dụng cái chiếc JBL KX200 này một cách chi tiết nhất, và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip trải nghiệm lần sau. Chào các bạn.